Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Cơ hội vàng để MU ký đề giao ngay tháng 1 Trước sau giá đam phai, ba sao chắc chắn rồi MU, ba gã khổng lồ ngăn MU ký Kodigapo và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Cơ hội vàng để MU ký đề giao ngay tháng 1 Theo các báo cáo từ Sport, Barca có kế hoạch giải phóng đề giao Cụ thể, đội chủ sân Cam Nou mong muốn được giảm lương hoặc để tiền vệ người Hà Lan ra đi ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo Daily Mail, Barca từng nỗ lực thuyết phục De Jong giảm lương, đồng thời sẵn sàng để ngôi sao 25 tuổi gia nhập MU mùa hè qua. Tuy nhiên, De Jong vẫn quyết tâm bám trụ ở lại sân Đâu Cam. Bản hợp đồng hiện tại giữa De Jong và Barca sẽ đáo hạn vào năm 2026, điều khoản giải phóng hợp đồng của De Jong vào khoảng 85 triệu euro. Theo Sport, Barca sẽ gia hạn hợp đồng với De Jong nếu tiền vệ 25 tuổi chấp nhận giảm lương. Như vậy kịch bản tuyển thủ Hà Lan chia tay đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xảy ra. Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực với MU. Đội chủ sân Old Trafford từng theo đuổi sát sao De Jong trong mùa hè 2022. Kế hoạch chiêu mộ De Jong của MU không thay đổi. Trong bối cảnh những Casemiro hay Eriksen đều bước qua tuổi 30, quy đạo chơi cần mang về những tiền vệ trẻ trung chất lượng. De Jong là một phương án lý tưởng. Tiền vệ 25 tuổi hứa hẹn hòa nhập, thích nghi nhanh chóng với lối chơi, triết lý bóng đá của Ten Hag chút song giá người thay Wan Bisaka. Wan Bisaka trở thành người thừa ở MU dưới thời Erik ten Hag. Theo Daily Mail, MU sẵn sàng bán lỗ và lên kế hoạch bổ sung một hậu vệ phải mới. Một trong những mục tiêu của Quỷ đỏ là Denzel Dumfai, cầu thủ người Hà Lan đang bùng nổ ở World Cup. Cụ thể theo Casio Mekato, Inter Milan đặc biệt không muốn bán cầu thủ ngôi sao của mình. Dù vậy, khi sự quan tâm của các đội bóng ở châu Âu ngày càng tăng, họ đã đưa ra mức giá 50 triệu euro cho Dumfai. Trên hết, Họ cũng muốn nhận thêm 8,6 triệu bảng điều khoản phụ khi những gã khổng lồ của CDA được cho là đang thiếu tiền do ảnh hưởng của đại dịch. Như vậy, mức giá của đàm phái có thể vượt mức 50 triệu euro. Ba gã khổng lồ ngăn mà U ký Gapo Mới đây, đội chủ sân Oxford được tiết lộ đề nghị Gapo một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027 kèm theo điều khoản tỷ chọn gia hạn một năm. Ở một thông tin khác, do Vuelta International International đồng thời xác nhận PSV kỳ vọng thu về con số 43 triệu bảng từ việc bán người. MU đang ở thế thuận lợi để hoàn tất thương vụ, nhưng họ cần vượt qua sự cản trở của ba gã khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể nguồn tin từ Mundo Deportivo xác nhận Real Madrid, Bayern Munich và Liverpool đều quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền đạo 23 tuổi của PSV. Real hiện tìm kiếm sự thay thế dài hạn cho Karim Benzema ở vai trò số 9. Điều tương tự đến với Bayern khi câu lạc bộ xứ Bavaria cần người khỏa lấp vai trò của Robert Lewandowski. Về phần Liverpool, họ muốn sở hữu thêm họng pháo trong bối cảnh Darwin Nunes chưa thực sự tỏa sáng và cấn gương mặt trẻ trung làm mới hàng công khi Mohamed Salah lẫn Roberto Firmino đang dần luống tuổi. Ronaldo cố tình phỏng vấn để rời MU. Huyền thoại MU giáp tam cho rằng Ronaldo đã thực hiện bài phỏng vấn trong một chiến lược hoàn hảo để được rời khỏi Old Trafford. Giáp phát biểu: Ronaldo làm thế là có lý do. Có một chiến lược đằng sau đó để cậu ấy có thể rời khỏi câu lạc bộ từ đầu cho đến giờ. Bạn có thể thấy rõ mọi thứ: không ra sân, không ở trong đội, bị thay ra, không được dùng, rời khỏi sân. Chúng ta đều thảo luận để biết ai là người đúng ở những tình huống này. Sau cùng thì cậu ấy cần phải sắp xếp để rời khỏi đội bóng. Bước tiếp theo là thực hiện một bài phỏng vấn và nói những thứ nhất định để khiến mọi thứ nổ tung và rồi cậu ấy được ra đi. Đó không phải là một tình huống tốt. Ronaldo đã muốn ra đi từ trước và họ hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận chia tay vào đầu mùa giải. Câu chuyện cứ thế nặng nề trôi và với bài phỏng vấn này, Ronaldo biết rằng với việc nói một vài thứ nhất định đưa ra bình luận về huấn luyện viên, câu lạc bộ và các ông chủ, họ sẽ phải để cậu ấy ra đi. Khi được hỏi rằng có vẻ Ronaldo nghĩ mình lớn hơn đội bóng hay không, Giáp Tam nói, câu lạc bộ là điều quan trọng nhất. Ronaldo biết điều đó, người đại sứ ý theo miệng biết điều đó, tất cả mọi người đều biết vấn đề là mọi người cũng biết ronaldo là một cầu thủ rất tốt và cậu ấy vẫn là một cầu thủ lớn một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới một người có tầm ảnh hưởng lớn với sự tập trung hướng về cậu ấy ronaldo cảm thấy cậu ấy vẫn rất quan trọng và tôi cũng đồng ý theo một cách nào đó nhưng huấn luyện viên thì đưa ra quyết định khác cách giải quyết ở những tình huống này thì không tốt có thể là từ phía câu lạc bộ họ có thể làm nó khác đi một chút nhưng lỗi cũng nằm ở ronaldo đáng lẽ cậu ấy phải biết tốt hơn và xử lý những tình huống cụ thể đáng lẽ cả hai bên đều phải xử lý tình huống này tốt hơn ba cái tên chắc chắn rời MU trong tháng riêng. Theo thông tin từ Manchester Evening News, sẽ có ít nhất ba tài năng trẻ rời khỏi Old Trafford trong phiên chợ đông. Teden Mengi, từng được đánh giá như một tài năng hàng đầu của học viện MU, Mengi sớm được huấn luyện viên Ole Sonsa trao cơ hội ra mắt tại Europa League vào tháng 8 2020. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình phát triển của trung vệ này. Cả hai bản hợp đồng cho mượn đến Derby County và Birmingham City của Mengi toàn mùa giải gần nhất đều kết thúc sớm hơn dự kiến vì những chấn thương khác nhau, buộc anh phải ngồi ngoài một quãng thời gian dài. Hiện tại Mengi đã tạm thời lấy lại thể lực ổn định, nhưng trái với Sơn xa Erik ten Hag dường như hoàn toàn không có kế hoạch để anh góp mặt trong đội 1, vì vậy một bản hợp đồng cho mượn sẽ là phương án phù hợp cho sao trẻ người Anh tiếp tục quá trình phát triển của mình. Dyson Bernard chuyển đến Old Trafford từ học viện của Chelsea vào năm 2017. Chỉ hai năm sau đó, Bernard đã được trao cơ hội ra mắt đội một dưới thời xôn xa trong cuộc đụng độ Atana tại Europa League. Mùa trước, Bernard khoác áo Hull City dưới dạng cho mượn và có tổng cộng gần 30 lần ra sân tại Championship. Thực tế, anh cũng đã sẵn sàng cho một bản hợp đồng cho mượn khác ở phiên chợ hè, nhưng lại bất ngờ dính phải chấn thương khá nghiêm trọng và buộc phải ngồi ngoài dài hạn. Tính đến nay, Bernard vẫn chưa ra sân ở bất kỳ cấp độ nào trong mùa giải năm nay, nhưng có vẻ như anh đã lấy lại được thể lực tốt nhất của mình hiển nhiên sẽ tốt cho Bernard nếu anh tiếp tục rời đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu, thay vì trụ lại Old và ngồi dự bị hoặc với đội trẻ. Charlie Sagi Tương tự hai cái tên kể trên, Sagi cũng đã có cơ hội ra mắt đội một từ sớm, cụ thể là hơn dưới thời Rapranic trong cuộc đối đầu với Giang Boy tại C1. Tài năng 19 tuổi từng được kỳ vọng sẽ có cơ hội thể hiện bản thân trong mùa giải năm nay khi anh được Ten Hag sử dụng trong trận thắng 4-0 trước Liverpool ở giai đoạn tiền mùa giải và ghi ấn tượng với một màn trình diễn đáng khen ngợi. Dù vậy, viễn cảnh trên đã không trở thành hiện thực và thậm chí Sagi còn chưa được ra sân một phút nào trong đội một mùa này. Và hiển nhiên, một bản hợp đồng cho mượn chỉ có thể mang đến lợi ích cho một tài năng trẻ như Sagi. Cody Capo, thương vụ 4 trong 1 của MU Việc MU theo đuổi Corigapo đã rõ như ban ngày, bởi ngôi sao tuyển Hà Lan sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Quỷ Đỏ, nhất là khi họ đã không còn Ronaldo sau World Cup. Nhưng với tiền đạo đang chơi cho PSV, thì Eric Ten Hag và MU có thể còn được nhiều hơn thế. Thứ nhất, Corigapo sẽ giải quyết bài toán ghi bàn vốn đang làm Eric Ten Hag đau đầu. Man United đã có sự tiến bộ đáng kể, nhưng việc họ phung phí quá nhiều cơ hội đã khiến cho Quỷ Đỏ chưa thể nào vào được top 4 ngoại hạng Anh trước khi World Cup diễn ra. Gapo có bộ kỹ năng dứt điểm đa dạng, bằng đầu và hai chân đều tốt. Bên cạnh đó là khả năng tác chiến độc lập hay phối hợp đều xuất sắc nên hàng công của Quỷ Đỏ sẽ có người lĩnh sướng đáng tin cậy. Thứ hai, ngoài khả năng ghi bàn thì trình kiến tạo của Gapo vô cùng giỏi. Tại các giải vô địch quốc gia châu Âu thì Gapo là một trong số rất ít ngôi sao đã vượt qua con số 10 về cả kiến tạo lẫn ghi bàn có Gapo, gánh nặng của Bruno Fernandes sẽ được chia bớt. Bên cạnh đó, những chân sút chơi cùng anh như Radford, Anthony, Sancho, Ganacho hay ngay cả những tiền vệ tấn công tuyến hay như Bruno Eriksen hoặc Casemiro đều có thể hưởng lợi từ khả năng kiến tạo từ ngôi sao tuyển Hà Lan. Kể đến một khi Gapo xuất hiện sẽ mang đến sự cạnh tranh trên hàng công của MU. Như đã nói, Gapo chơi trung phong hay giặt cánh trái đều giỏi, nên những Radford, Sancho, Martian không còn mặc định một vị trí xuất phát. Như Eric Ten Hag đã nói rất nhiều lần rằng, ông chỉ chọn ai có biểu hiện và phong độ tốt, đáp ứng thể lực ra sân. Khi ấy, Eric Ten Hag có thể dùng capo để kích thích sự phấn đấu của các ngôi sao khác như ông đã thành công với lúc sau hay cốt mắc Cuối cùng, Cody Gapo có thể mang lại thêm những mối quan hệ tốt đẹp với người Hà Lan, mở đường cho MU thành công ở các thương vụ tiếp theo. Nhiều thông tin cho rằng, ngoài Capo, Eric Ten Hag còn nhắm đến những ngôi sao tuyển Hà Lan khác như Memphis Depay, Denzel Danfay, Jeremy Frimpong và tất nhiên có cả Fanky để rồng. Nếu Thierry Malaysia đến lượt Cody cũng cũng chặn đầu quân cho MU, thì những tuyển thủ Hà Lan khác chắc chắn sẽ suy tính nghiêm túc về chuyện gia nhập nhà hát của những giấc mơ. Qua những động thái trên thị trường chuyển nhượng thì nhiều khả năng Cody Capo sẽ là bom tấn cập bến Old Trafford ngay mùa đông này. Đây là điều mà Erik Ten Hag mong chờ để dần hình thành bộ khung hoàn chỉnh cho MU. Và biết đâu chừng, chính Gapo lại là chất xúc tác cho hàng loạt thay đổi tích cực khác của quỷ đỏ, một tín hiệu quá tuyệt vời cho các cổ động viên MU. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!